Hai, mến chào của chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chân Miền Tây Hội Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình tiếp tục mình chia sẻ cái clip là làm dàn móng cọc ép nha của chú anh chị và các bạn. Thì vừa qua cũng có mấy bạn ở mình đựng bên dưới cho mình á, thì quay lại những cuốn nền và cọc ép cho anh các bạn được xem. Thì hôm nay mình có dở ra làm một cái dàn móng ở khu vực chợ nha. Thì đây là mình sử dụng là cột ép, thì hôm nay cũng đang đào để dắt cái chân lên để mình đổ cái bê tông xuống để mình đọc mấy cái đầu cừ này ra để mình làm một cái dĩ móng gọn nha của chú anh chị và bạn. Thì đây là có nền này, diện tích nó là bề ngang đó là 4m3, chiều dài là 19m5. Thì ở đây rồi thì mình chia là 5 chân cột và mỗi bên vậy là 10 tim cọc nha. Mỗi một cây cọc là 16m nha cô chú anh chị và bạn. Thì có bạn đã bình luận bên dưới thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem và mình làm như thế nào coi có nó hiệu quả hay không. Thì chi tiết và kỹ thuật bên cái dàn móng nôm nha, móng nôm móng gọ ở trệt hai lầu của cái dàn móng này nha. Thì ở đây thì mình đào xuống là từ cái mặt đầu cực xuống là khoảng 6 tấc để mình điểm dưới một lớp bê tông, rồi sau đó mình mới cắt đầu cừ, đập đầu cừ ra để mình bó gọn nha. Rồi mời cô chú anh chị và các bạn xem. Thank you.
chưa?